cũng liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh ta, theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh, có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản, hóa chất, phế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp thủy sản. Các cơ sở này tập trung tại các huyện thị có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của tỉnh như là tại thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Mỹ Xuyên. Và trước số lượng lớn cơ sở kinh doanh vật tư thủy sản, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng mặt hàng này lưu thông trên thị trường luôn được lực lượng chức năng tỉnh ta chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tiến hành 1.800 cuộc thanh tra, kiểm tra và gần 13.700 cuộc tuần tra, kiểm soát. Từ đó đã phát hiện 649 vụ việc vi phạm. Trong số các vụ việc vi phạm này, có những hành vi vi phạm về kinh doanh vật tư thủy sản. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh, qua công tác kiểm tra giám sát thị trường, từ đầu năm đến nay, Cục đã tiến hành kiểm tra 30 vụ liên quan đến vật tư thủy sản, thì có đến 22 vụ vi phạm. Thì nhìn chung thì các hành vi vi phạm chủ yếu là không có danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, rồi không có giấy chứng nhận hợp quy, và một số trường hợp thì không niêm yết giá hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm, Cục cũng đã kiểm tra lấy 12 mẫu thức ăn thủy sản để kiểm tra chất lượng. Thì nhìn chung thì đáp ứng được yêu cầu chất lượng tương ứng hoặc hồ sơ công bố sản phẩm. Trong thời gian tới thì Cục Quản lý Trường cũng bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến hộ kinh doanh và người dân để nhằm tránh trường hợp buôn bán hoặc là tiếp tay tiêu thụ những mặt hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo các đội quản lý trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra kiểm soát, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm để xử lý nghiêm. Thực tế qua kiểm tra cho thấy nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh vật tư thủy sản chưa có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Theo thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong số các mẫu thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường lấy đi kiểm tra chất lượng trong 6 tháng qua thì có đến 25% chất lượng không đạt. Các hành vi vi phạm là lưu thông thức ăn thủy sản, xử lý môi trường chưa được gửi thông tin vào Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cũng như là các cái thủ tục hành chính như giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thủy sản, cũng như là cái chứng chỉ hành nghề. Công tác lấy mẫu thì từ đầu năm đến nay lấy 28 mẫu, gồm là 17 mẫu xử lý môi trường và 10 mẫu thức ăn bổ sung, thì vi phạm là 7 mẫu và tỷ lệ là 25%. Trước mắt thì nói chung cái lĩnh vực thủy sản thì tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước về kinh doanh thủy sản, thuốc thủy sản và thức ăn thủy sản. Rồi lực lượng chức năng thì nói chung là cũng phải tiếp xúc thường xuyên với bà con ngư dân để có phản ánh những cái thuốc cũng như thức ăn kém chất lượng để có cái kiểm tra kiểm soát để răn đe cho cái buôn bán cho nó đạt chất lượng hơn, rồi tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý vật tư thủy sản, kiểm tra kiểm soát vật tư thủy sản lưu thông trên thị trường. Trong 6 tháng qua, người nuôi tôm của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung gặp phải rất nhiều khó khăn như độ mặn thấp, giá tôm xuống thấp. Bên cạnh vất vả về mùa vụ ở năm nay, thì người nuôi tôm vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm trăn trở đối với chất lượng vật tư thủy sản đang được bày bán trên thị trường. Là tỉnh có diện tích nuôi thủy sản lớn và là ngành kinh tế chính của người dân ở vùng ven biển. Vì vậy mà nhu cầu vật tư phục vụ cho nuôi thủy sản tiêu thụ hàng năm trên địa bàn với số lượng rất lớn, trong khi thị trường thì đa dạng với nhiều sản phẩm khác nhau. Để kiểm soát chất lượng vật tư thủy sản đang lưu hành, trong thời gian qua, các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh luôn bám sát địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng vật tư thủy sản để bảo vệ quyền lợi cho người nông dân. Tuy nhiên, sự vào cuộc của lực lượng chức năng vẫn chưa đủ. Cần hơn vẫn là tinh thần kinh doanh lành mạnh từ các cơ sở. Ngoài thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành 389, các thành viên ban chỉ đạo thường xuyên bám sát địa bàn, đồng thời tiến hành kiểm tra theo kế hoạch năm và kiểm tra đột xuất các tổ chức cá nhân kinh doanh vật tư thủy sản khi có dấu hiệu vi phạm. Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng nhằm hướng dẫn các cơ sở chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh,
lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền đến các cơ sở về cách thức tra cứu vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản trên trang web của Tổng cục Thủy sản để các cơ sở dễ dàng nhận biết được đâu là những sản phẩm được cho phép lưu hành trước sự đa dạng của thị trường vật tư thủy sản hiện nay. Nhờ vậy mà hiện nay, ý thức kinh doanh của các cơ sở hiện nay dần được nâng cao. Thì ở cửa hàng Đại lý Thành Đạt thì bán rất là nhiều sản phẩm của hơn 10 công ty thuốc thủy sản trên có uy tín trên thị trường, và có hơn đại lý thì nhập cũng hơn 100 sản phẩm của các công ty, và hàng ngày thì có rất là nhiều các anh em thị trường đến đại lý để mời những cái sản phẩm thuốc, nhưng mà đại lý thì chỉ hợp tác với những cái sản phẩm của các công ty mà có uy tín trên thị trường. Trong kinh doanh thì đại lý rất là quan tâm đến cái vấn đề về cái nguồn gốc và xuất xứ của các sản phẩm, và ở đại lý thì sẽ có cách là để truy xuất cái nguồn gốc của sản phẩm bằng cách đó là ở trên cái mẫu sản phẩm thì có một cái mã số tiếp nhận, và đại lý sẽ vào cái cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy sản và mình sẽ nhập cái mã số dữ liệu đó vào mã số tiếp nhận đó vào cái cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy sản sẽ truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Còn về chất lượng thì đại lý sẽ nhập về sản phẩm về thì sẽ đem vào farm nuôi và sử dụng. Cái sản phẩm nào mà đại lý sử dụng mà có hiệu quả thì sẽ đem ra ngoài cửa hàng và trưng bày để giới thiệu đến tay của mọi người. Vật tư thủy sản đóng vai trò quan trọng trong góp phần làm nên những vụ mùa thành công. Sự vào cuộc từ các thành viên ban chỉ đạo 389 tỉnh đã xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, răn đe các cơ sở kinh doanh không lành mạnh. Qua đó, kiểm soát hiệu quả thị trường vật tư đầu vào của ngành thủy sản để đưa đến cho bà con nông dân những sản phẩm an toàn về chất lượng. Tuy nhiên, rất cần sự cẩn trọng từ phía người dân trong lựa chọn những sản phẩm uy tín với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tố giác kịp thời khi phát hiện các vụ việc vi phạm đến lực lượng chức năng.